khi các tế bào bị tổn thương và chết đi, mô chết sẽ trở nên sơ hóa. Nghĩa là bị thay thế bởi nhiều lớp protein và hình thành mô sẹo. Vì vậy, nếu gan của bạn phải liên tục chuyển hóa chất cồn, như trong trường hợp bệnh gan do rượu hoặc nhiễm virus mạng tính như virus viêm gan siêu vi B, hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác dẫn đến tình trạng viêm mạn và phá hủy tế bào gan khi đó gan có thể trở nên sơ sẹo và dần dần tổn thương bước vào giai đoạn không thể hồi phục trở lại. Đó gọi là sự sơ hóa và trong trường hợp của gan là bệnh sơ gan. Bởi vì nó không thể phục hồi, người ta còn gọi sơ gan là tổn thương gan giai đoạn trẻ hay giai đoạn cuối. Khi tế bào gan bị tổn thương, chúng thường tái cấu trúc và trở thành các nốt tân sinh. Các nốt này có thể được xem như một quần thể các tế bào gan sống. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình của sơ gan. Và là lý do tại sao gan bị sơ thường có cảm giác lỗn nhổn hơn, trái ngược với cảm giác mềm chắc của gan khỏe mạnh. Đối với các mô gan sơ hóa giữa các nốt tức các cụm tế bào là mô sợi và collagen. Đây là một hình ảnh mô học điển hình của mô gan sơ hóa với cụm tế bào ở giữa là một nốt tân sinh và giải có màu nhuộm xanh bao quanh nốt là sợi protein của quá trình sơ hóa. Khi nhìn bề mặt bằng mắt thường trên bề mặt gan, chúng ta có thể thấy các nốt tân sinh và các giải protein ở giữa chúng. Vậy thì các giải mô sợi này hình thành như thế nào? Quá trình sơ hóa được hoạt hóa bởi các tế bào Stella nằm ở khoảng giữa xoang mạch và tế bào gan, hay còn gọi là khoảng gian xoang. Chúng ta sẽ cùng xem một cấu trúc phân bố điển hình của một đơn vị chức năng của gan, tĩnh mạch cửa và động mạch gan cùng đổ vào xoang mạch. Và sau đó đổ vào tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy và tất cả các mạch máu trên đều được lót ngoài bởi các tế bào gan. Song song với cấu trúc này là ống mật và ba thành phần này hình thành nên tam giác cửa. Vậy khoảng gian xoang cũng có thể hiểu là khoảng xung quanh xoang mạch. Là nơi chứa các tế bào stellate thông thường trong mô gan khỏe mạnh. Nhiệm vụ chính của tế bào stellate là dự trữ vitamin A, do đó có thể xem tế bào stellate thường ở trong trạng thái không hoạt động. Tuy nhiên, khi tế bào gan bị tổn thương, chúng bắt đầu tiết các yếu tố cần tiết, có tác dụng hoạt hóa và thay đổi tế bào stellate. Các tế bào stellate ở dạng hoạt động sẽ mất đi nguồn dự trữ vitamin A, bắt đầu tăng sinh và tiết ra các yếu tố tăng trưởng beta 1. Yếu tố này làm cho tế bào stellate sản xuất collagen thành phần chính của chất nền ngoại bào. Sự sơ hóa và hình thành mô sẹo Khi mô sẹo ngày càng nhiều, chúng bắt đầu chen ép vào các tỉnh mạch trung tâm và khoảng gian xoan. Người ta cho rằng trong trạng thái khỏe mạnh, các tế bào stellate có vai trò chủ chốt trong quá trình tự lành vết thương. Tuy nhiên, khi tế bào gan bị tổn thương kéo dài, các tế bào stellate sẽ trở nên hoạt hóa và liên tục sản xuất collagen cũng như các yếu tố dẫn đến sự sơ hóa. Và đây là cơ chế dẫn đến cái biến chứng của sờ gan. Khi tĩnh mạch trung tâm và khoảng gian xoan bị đè ép và nén vào dòng chảy trong lòng mạch, áp lực nội mạch dần tăng cao dẫn đến tăng áp trong xoang hay còn gọi là tăng áp cửa. Tức áp lực trong tĩnh mạch cửa tăng lên. Tăng áp cửa làm cho dịch dễ dàng bị đẩy ra khỏi lòng mạch máu. Vào trong mô hay xuyên qua mô vào trong các khoảng trống lớn như khoang phúc mạc. Đó là lý do tại sao sơ gan dẫn đến tràn dịch màng bụng, hay còn gọi là bán bụng. Và có thể đưa đến các biến chứng như lách to, sung huyết hay cường lách. Tức lách trở nên căng to do dịch và máu không thể trở về gan. Mà ứ động tại lách. Tương tự, hệ tuần hoàng cũng có xu hướng không dẫn máu qua gan do áp lực ở tĩnh mạch cửa quá lớn. Tình trạng này được gọi là thông nối cửa chủ, Xảy ra do dòng máu luôn chảy theo hướng có áp lực nhỏ hơn, tức bỏ qua hệ cửa và chảy về hệ tuần hoàn chủ. Mặc dù chưa được nghiên cứu rõ ràng nhưng những thay đổi của chiều dòng máu trong hệ cửa cuối cùng dẫn đến sự co mạch thận và làm tăng kháng lực trong tuần hoàn thận, từ đó làm giảm tưới máu thận, giảm độ lọc cầu thận và hệ quả là suy gan thận, một bệnh cảnh mà trong đó suy thận xảy ra sau suy gan mô sẹo sự tăng áp lực và sự thay đổi dòng máu trong tuần hoàn gan làm giảm một cách đáng kể số lượng các xoan mạch cũng như các tam giác cửa về mặt chức năng khi số lượng đơn vị chức năng gan ngày một giảm gan của bạn giảm khả năng khử độc vốn có của nó nếu gan không còn khả năng lọc máu các chất độc trong máu có thể thấm vào não và gây nên các rối loạn tâm thần kinh, một tình trạng được gọi là bệnh não gan. Mặc dù có rất nhiều các chất độc thần kinh được cho là có vai trò bệnh sinh. Chất được nghiên cứu nhiều nhất là amoni, được sản xuất chủ yếu ở ống tiêu hóa. Thông thường gan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc amoni, ngăn cản chất độc này tràn vào tuần hoàn hệ thống. Như vậy, khi gan bị tổn thương, chất độc thấm vào não và bệnh nhân có thể có dấu rung vẫy, tức bệnh nhân có dấu hiệu rung tay khi duỗi cổ tay hết mức. Và khi chất độc tích tụ, bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái hôn mê. Tương tự, do gan cũng có một vai trò chủ chốt trong chuyển hóa estrogen thành các sản phẩm chuyển hóa để lọc đi từ máu và đào thải khỏi cơ thể. Bệnh nhân sơ gan sẽ có những biến chứng của tình trạng tăng estrogen trong máu, như nhũ hóa tuyến vú, sao mạch vào lòng bàn tay son. Gan cũng có nhiệm vụ kết hợp bilirubin. Do đó, giảm chức năng gan làm tăng bilirubin tự do trong máu dẫn đến vàng da. Một vai trò quan trọng khác của gan là sản xuất albumin. Do đó, nếu gan không hoạt động tốt, nồng độ albumin trong máu giảm. Cuối cùng, gan cũng sản xuất các yếu tố đông máu, tức các protein có vai trò làm đông máu. Khi gan không sản xuất được các yếu tố này, bạn có thể gặp phải các rối loạn trong quá trình đông cầm máu. Quá trình thiết yếu để ngăn chặn việc mất máu khi bị thương. Như vậy, chúng ta cùng nhìn lại các triệu chứng của sơ gan. Giai đoạn sớm với lượng mô xào ít và tình trạng sơ hóa. Được gọi là giai đoạn sơ gan còn bù, nghĩa là gan vẫn có thể thực hiện đa số các chức năng của nó, trong giai đoạn này, nhiều bệnh nhân có thể không có triệu chứng gì, hoặc chỉ có những triệu chứng không đặc hiệu như sụt cân, suy yếu hay mệt mỏi. Giai đoạn sau với mô sẹo lan rộng hơn, bệnh tiến triển thành sơ gan mất bù và gan không thể thực hiện các chức năng bình thường. Ở giai đoạn này, nhiều triệu chứng đã nêu ở trên bắt đầu xuất hiện như vàng da, ngứa, bán bụng, bệnh não gan có thể dẫn đến lờ mờ. và dễ xuất hiện các vết bầm da do giảm các yếu tố đồng máu để chuẩn đoán tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan tức lấy một mẫu nhỏ màu gan và xem xét dưới kính hiển vi các kết quả xét nghiệm thường thấy bao gồm tăng bilirubin máu cũng như tăng men gan là ast và alt trong đó ast thường tăng hơn alt Bên cạnh đó, ALP và GGT cũng thường tăng và số lượng tiểu cầu giảm. Về mặt điều trị, các mô sẹo trong gan là không thể phục hồi. Do đó, mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn sự tổn thương gan tiếp tục kéo dài, bằng cách xác định nguyên nhân nền gây sơ gan và chữa trị nguyên nhân đó chẳng hạn như ngưng sử dụng rượu, hoặc điều trị thuốc kháng virus cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi C. Tuy nhiên, với sơ gan tiến triển và gan đã mất chức năng, bệnh nhân có thể phải cần ghép gan để điều trị. Tổng kết nhanh lại nào, sơ gan là tình trạng viêm và tổn thương gan, dẫn đến quá trình sơ hóa gan và tạo thành mô sẹo. Nguyên nhân bao gồm sử dụng rượu bia quá mức, hay viêm gan mạng do virus viêm gan siêu vi B hoặc C khi hoạt động của gan dần suy giảm. Các triệu chứng như vàng da, bán bụng, dễ bầm máu và bệnh não gan xuất hiện. Chẩn đoán được đưa ra sau khi sinh thiết gan hoặc tiến hành các xét nghiệm. Điều trị cho sơ gan tiến triển là điều trị nguyên nhân nền gây sơ gan, tuy nhiên cũng có thể bắt buộc ghép gan. Hoàng Mộc Can ra đời vì một lá gan khỏe mạnh.